Bộ máy giặt Toshiba các bạn. Bộ này là đồ là B1000, B1001 gì. Mở nguồn điện sáng rực. Ta sẽ mở đi mở lại một hai lần. Vẫn tắt được nha. Này mở nguồn vẫn tắt. Mà quài không kêu điện sáng hết. Cái bộ này bạn này bạn đem tới là nó họ nói là nó bị chuột cắn. Chốt cắn vào cái dây công tắc cửa, cái chốt cửa, rồi mới sinh nối lại thì sinh ra cái hiện tượng là bật lên là đèn sáng hết như này. Tình trạng này là cái bị IC khỉn này, giờ mình sẽ thay. Thời gian mình thay, mình cắt, mình thay IC thì mình sẽ tua đi để mất công các bạn chờ đợi. Đấy, mình bắt đầu mình đã đóng IC khỉn, chút xíu mình sẽ quay mặt đằng sau cho bạn xem. Mình đã đóng khỉn và mình sẽ thử. Giờ mình sẽ mình cắm điện mình sẽ thử cho bạn xem. Đấy, bây giờ nó lên và còi chuông kêu nha, bấm ăn luôn. Ông chỉnh pin lên nữa cái. Tội phạm là con này nha các bạn. Đó, đèn sáng được là điện sáng hết trên lấy phím mới ngồi lên là đây. Mình chỉ có thay này thôi là nó chạy lại bình thường. Mình sẽ lật mặt sau cho các bạn xem. Đây. Tội phạm nó nằm ngay đây. Dòng bùa này đời mà E920 rồi B1000 1001, bây giờ máy giặt Toshiba Mono này là rất gì là hay bị chết cái con này. Cái tình trạng này bị rất nhiều chuột cắn hoặc là chập van cấp nước rồi công tắc. Đây là model của nó các bạn ý nhá, 1001. Dòng máy này máy thường cơ cho mấy máy tiết kiệm điện. Trên kênh của mình thì mình có để cái số điện thoại Zalo ở trên phần mô tả. Các bạn mà cần hỗ trợ thì các bạn vui lòng comment ở phía dưới video. Thì bên mình sẽ phản hồi lại sớm nhất cho các bạn. Vì cũng rất có nhiều bạn là comment với số điện thoại Zalo rồi địa chỉ thì các bạn cứ comment ở đó thì bên mình sẽ có bạn sẽ phản hồi sớm lại cho các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem video.